Chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Huyền Audio lại chính thức lên cho toàn thể các bác, đó là một trong những dòng sản phẩm. Và trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng chờ đợi rất là lâu rồi mới về được dòng sản phẩm mic xịn sò như thế này. Với chất lượng âm thanh thì không thể nào thiếu được một bộ mic chất lượng. Và đây ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em đây đó là một trong những dòng sản phẩm hàng bãi rất là đẳng cấp, và em cùng các bác sẽ đi giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm mic này để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được. Thì trước mặt anh em thì anh em nhìn thấy đây là một trong những dòng sản phẩm mic bãi mà còn rất là đẹp, và điều đặc biệt ở dòng sản phẩm mic này cho chúng ta một cái chất âm thanh ra rất là hay. Và dòng sản phẩm mic micro này thì có thể làm micro chuyên nghiệp và làm micro sự kiện hay phòng hát và các quán bar lớn tầm sóng rất là xa. Và em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về tay của mic. Thì các bác nhìn đây, đây là một chiếc tay mic. Đây là một chiếc tay mic các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái củ côn này, Đấy. Đây là một trong những củ côn dòng micro chuyên nghiệp. Đấy, micro chuyên nghiệp của côn neo các bác nhá. Đấy, củ côn này rất là xịn sò này các bác nhìn này. Với dòng sản phẩm mic côn mà leo như thế này thì các bác cực kỳ là hiếm đúng không ạ? Chỉ có dòng sản phẩm mic thương hiệu TLZSA, mã của nó là TSK65 các bác nhá. Với dòng sản phẩm mic này thì em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về phía bên trong nội thất của bộ mic. Con mic này thì được sản xuất từ năm 2017 các bác nhá. Được sản xuất từ năm 2017 và các bác có thể quan sát đây. Vỉ tím nha các bác nhá. Vỉ tím hai hộp sóng rất là to này. Đấy, vỉ tím hai hộp sóng rất là to. Đấy, cho toàn thể các bác cùng quan sát. Và bên phần bên trong bên vỉ thì cũng còn rất là đẹp. Đấy. Bên trong bên vỉ rất là đẹp, và đây nó là một cái thương hiệu mẫu mới của cửa hàng bên em mới về. Đấy. Thì ở phía đằng sau thì cũng cho chúng ta nó là hai cái dâu để thu sóng này. Hai lỗ mic cắm jack ca lông này, một mic jack cắm 6 ly này, và mặt thiết kế mặt xanh rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp và bắt mắt. Thì với dòng sản phẩm mic bãi mà chất lượng như thế này thì bên cửa hàng bên em sẽ cho toàn thể các bác một cái giá cực kỳ tốt. Em chỉ có duy nhất về được 15 bộ thôi ạ. 15 bộ thì em cũng đã lên video để cho toàn thể các bác xem. Và với dòng sản phẩm mic này thì về tay thì bên cửa hàng bên em cũng thay vỏ rồi các bác nhá. Tay thay vỏ rồi, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Chất lượng đẹp xuất sắc luôn. Khi về cửa hàng bên em thì với dòng sản phẩm mic bãi chất lượng như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Với cái giá ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với cái giá là 2.500.000. 2.500.000 một bộ mic bãi TLZSA, gọi mic bãi TLZSA các bác nhá. Tất cả đều là in chìm, và dòng này thì em dám cam kết với toàn thể các bác nó là hàng chính hãng các bác nhá. Đây nó là hàng chính hãng này. Đấy, soi cho toàn thể các bác xem. Quá tuyệt vời và quá ok luôn. Rồi, kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi nhá.